4 công thức pha chế thức uống cực đỉnh từ hoa đậu biếc. Để có được phần trà hoa đậu biếc, bạn cần một ít hoa đậu biếc khô đã được rửa sạch với nước, tỷ lệ sẽ là 5 bông trên 100ml nước. Sau đó cho vào bình nước đã được đun sôi, đậy kín nắp bình lại và ủ trong thời gian là 10 phút. Đầu tiên sẽ là trà hoa đậu biếc mật ong. Cho vào ly 15ml mật ong. Năm ml nước cốt chanh, một ít muối, sau đó dùng muỗng khuấy đều, cho thêm vào ly phần đá viên và cuối cùng là 100ml trà hoa đậu biếc. Vậy là món trà hoa đậu biếc mật ong đã hoàn thành rồi. Trà đậu biếc macchiato. Để có được lớp kem macchiato béo ngậy, bạn cần có sữa béo, đường, một cái ly to cùng dụng cụ đánh trứng. Cho 100ml sữa béo, 10g đường vào ly và đánh bông lên bằng dụng cụ đánh trứng. Nếu như muốn phần kem ngọt hơn, bạn có thể cho thêm đường. Ngoài ra, nếu nhà bạn có sẵn máy đánh trứng thì cũng có thể dùng máy để đánh bông phần sữa béo này cho tiết kiệm thời gian nha. Tiếp theo, hãy chuẩn bị 100ml nước sôi và cho gói trà túi lọc vào ủ. Tùy vào sở thích mà bạn có thể sử dụng những loại trà khác nhau như trà lài, trà sen, trà ô long đều được. Cuối cùng, cho 100ml trà hoa đậu biếc và 50g đường vào ly khuấy đều. Bây giờ thì bắt đầu pha chế thôi nào. Cho vào ly 40ml trà túi lọc, 60ml trà hoa đậu biếc, 100ml sữa tươi không đường, cho thêm đá viên vào và cuối cùng là cho lớp macchiato lên sau cùng. Để cho thức uống thêm phần đẹp mắt, bạn cũng có thể dùng hoa đậu biếc tươi để trang trí lên ly như thế này. Latte đậu biếc. Cách thực hiện món latte đậu biếc này thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho đá viên vào đầy ly, tiếp đến là 150ml sữa tươi có đường, sau đó cho thêm 70ml trà hoa đậu biếc. Chỉ với 3 bước đơn giản này là bạn đã có ngay một ly latte đậu biếc 2 tầng xinh xắn rồi. Trà chanh đậu biếc Galaxy 3 tầng. Chuẩn bị 200ml trà hoa đậu biếc để nguội rồi cho vào khay đá để đông. Cho vào ly 30ml mật ong, 10ml nước cốt chanh, tiếp đến là lớp đá viên đậu biếc và cuối cùng là phần đá viên thông thường. Điểm đặc biệt của thức uống này chính là khi nước chanh gặp hoa đậu biếc sẽ tạo thành màu tím tự nhiên rất đẹp mắt. Vào những ngày trời nắng nóng, có ngay một ly nước mát lạnh như thế này thì còn gì bằng. Bạn hãy làm thử ngay và để lại bình luận bên dưới video này để chia sẻ với kinh nghiệm hay nha. Ngoài ra, đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kinh Nghiệm Hay để có thể theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé.